Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, bữa nay là ngày 12 Tây tháng 5 năm 2023, là cái ngày mà chúng ta tiếp tục học về cái tác phẩm gọi là 10 bức tranh trân châu, hay còn gọi là thập một ngưu đồ, có theo chữ Hán. Bữa nay chúng ta học qua bức tranh thứ tư à. Bức tranh thứ tư là nó càng ngày, thí dụ mình học với mình biết mình đi tới đâu, mình tu tới cái giai đoạn nào. Mình học qua bức tranh thứ tư là mình biết mình coi coi mình có những cái gì nó liên quan, nó mật thiết, nó gần gũi, nó gắn bó với cái nội dung đó hay không. Mà nếu chúng ta thấy chúng ta liên quan, mật thiết, gần gũi, gắn bó với nội dung đó, là chúng ta biết là chúng ta đang đi ngang cái đoạn đường đó. Thì cái bức tranh này thì chúng ta thấy là cái con trâu nó dùng dằn, nó càng nó coi như nó muốn tỏ cái vẻ ra, nó là nó chống lại với người chủ của nó. Nó hung tợn, nó không có chịu theo chân người chủ, mà nó coi như là nó lôi người chủ chạy có cờ vậy đó. Để nói lên một cái điều rằng là cái vốn tính khí của ta từ xưa đến nay á, nó đã quen như vậy rồi. Nó quen cái thói gọi là hung bạo, nó dùng dằn, nghĩ rằng mình có một cái sức lực mạnh mẽ, chạy hung hăng, chạy bất chấp. Có nghĩa là người tu của mình đó, có nhiều khi mình bắt đầu mình tu rồi đó, nhưng mà mình quên rằng là cái tập khí của mình, cái tánh khí của mình đó, xưa nay nó hay quen, nó quen cái tự do, nó quen cái tự do, nó hung hăng, nó chạy, nó tham tham sân, rồi buồn giận, rồi bất an, rồi kiêu căng, rồi ngạo mạn, nó quen cái thói đó rồi. Cho nên bây giờ mà tu mà bắt đầu bắt mình phải là coi như ép mình trong cái gò bó, trong cái khuôn khổ, trong cái kỷ luật, trong cái giới hạnh đó, thì coi như mình khó lắm. Giống như cái chuyện đơn giản thôi, như các Phật tử quen ở ngoài đời, quen cái giấc ngủ, các vị là ngủ dậy trễ rồi đó. Và bây giờ đi vô chùa tu thì 3 giờ mấy 4 giờ phải dậy rồi đó. Bên mình Việt Nam thì 3 giờ mấy là phải thức dậy rồi, bên Mỹ là 4 giờ mấy 5 giờ. Nó có hơi khác chút là tại cái thời lượng, thời tiết nó khác nhau chút xíu vậy đó. Phải thức rồi. Và thói thường ngoài đời thì có nhiều vị ta ngủ, đại đa số, nói chung là đó, đại đa số thì ta ngủ tới 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ ta mới thức dậy. Và bây giờ tự nhiên là bây giờ vô chùa cái bắt mình thức khuya dậy sớm thì mình khó chịu lắm. Mình nói ủa tu vậy hay sao? Thật sự cái thức khuya dậy sớm không phải là chuyện đi thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật thì phải thức khuya dậy sớm. Nó đơn giản cũng như ăn vấn đề ăn chay, cái chuyện ăn chay mới thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật phải ăn chay. Có nhiều vị đó là tu hành là ăn chay là ngoại đạo, chứ Phật không có chủ trương ăn chay, đúng, đó là nói thành thật đúng. Cái thời Đức Phật mà không có bắt buộc phải ăn chay trường, ăn chay như chúng ta mà thời đang tam tịnh nhục hoặc ngũ tịnh nhục. Bởi cái thời đó là cái thời sơ khai của đạo Phật.
Hồi đó chính đề Bà Đạt Đa có đề nghị với cho Đức Phật là vấn đề người tu phải tuyệt đối ăn chay, Phật còn quở rầy mà. Phật quở rầy, Phật nói không nên. Thì ông này Bạt Đa ông cho người chống lại với Phật, Phật bây giờ còn phải chủ trương ăn mặn vậy đó, ông chịu. Ông chủ trương ông là thuyết ăn chay, cho nên cũng lắm nhiều người theo ông vậy. Rồi Đức Phật cũng lắm nhiều người theo đề Bà Đạt Đa chống lại với Phật. Rồi bây giờ này cũng có nhiều người họ nói vậy đó, ăn chay không phải là thuyết của Phật, chủ thuyết của Phật. Đúng, đành ra cái lời nói không sai, nhưng mà xét lại lương tâm lương tri của mình, lý trí của mình thì lời nói mình chưa hẳn là đúng. Bởi vì người tu là phải có cái tâm từ bi, sở dĩ đạo Phật sống còn tới ngày hôm nay là nhờ cái tâm từ bi, nhờ cái lòng khoảng đại, lòng vị tha, lòng bao dung. Mà nếu bây giờ mình không có tâm từ bi, con đụng con gì mình cũng nghe nhai, cũng ngón, cũng nghiền, cũng xé, cũng cắn hết trơn. Thì hỏi các vị lệ là ngoại đâu đâu có thể tha thứ cho con người là ngoại lệ. Ý nói như vậy đó. Vì vậy mà cho nên người tu đại thừa thì phải ăn chay trường. Không ăn chay trường là không phải là người tu đại thừa. Thành ra có những người mà tu đại thừa xong rồi cái ham ăn hốt uống nhảy qua bên Nam Tông Thủy, cái rồi qua bên đó người ta chủ trương tới, ôi mấy người ăn mặn nói ngay ăn chay, ăn chay nói láo rồi kia nọ, cái bắt đầu có những cái lý luận tầm ruồng, đem những lý luận tầm ruồng nó đã quýnh ngược lại. Cái đó là cái những người ham, tôi cho là người ham ăn hốt uống chứ không phải người tu hành thiện đâu. Nên tu hành thiện khó không gì cái chay chứ mặn. Thành ra tôi nói các Phật tử đang nghe pháp, tôi nhớ chỗ đó đó, các vị là Phật tử tu theo Phật tinh thần Phật giáo Đại thừa thì nhớ rằng Phật giáo Đại thừa phải lấy cái tâm từ bi làm cứu cánh. Mà tâm từ bi là cái tâm này nó bao dung, nó không nỡ, không đành, không ích kỷ. Mình cộng với nghiệp nhiều, mình cộng với muôn loài chúng sanh để trở thành pháp giới tàng thân gọi là Phật. Còn một số người tu vì ích kỷ, vì lợi dưỡng cho riêng mình, họ ngao ngán cuộc trần đời này cho nên họ tu để họ giải thoát cho họ à. Còn vợ con gì đó, gia đình gì đó, kệ kệ họ, không nói bài tới họ. Họ nói là đụng tới với người đó nghiệp, cho nên họ tránh cái nghiệp, họ né cái nghiệp. Vậy đó, những người tu ta gọi là trên từ trường phái ích kỷ. Mà cái người mà ích kỷ thì các chị biết ấy, tu hành nó dọn cái khuôn mặt thôi là thấy không có mùa xuân rồi. Những con người mà ích kỷ, mà nhỏ nhen, mà đê tiện, mà bại chủng, mà cao có, những người đó nhìn thấy cái mặt thôi là khó chịu lắm. Còn đại thừa lúc lúc nào cũng cười te tét, cười phạch ngực, cười phình bụng, miễn sao mà cho chúng sanh nội vui an lạc, đó là theo tinh thần Phật giáo đại thừa. Còn cái chuyện mà ngày mai ngày kia ngày mốt ngày gì đó muốn thành gì đó thành, thật sự tu tinh thần Phật giáo đại thừa không chờ, không đợi, không mong, không hy vọng, không trông 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 cầu thành Phật thành tổ gì đó, mà cứ đi mãi đi mãi đi mãi hướng về cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, cứ đi mãi chừng nào về tới nơi tới đích rồi thôi, chứ không có đi, không có có một số một chiều mà tới nơi tới đích được. Thành ra các vị nhớ đó, mình chọn lựa cái phương pháp tu của mình phải nhớ mình thuộc phương pháp nào, thuộc tông phái nào. Không phải là nói vậy để mình phân biệt cái đạo Phật mình pha tông này phái kia, nhưng mà biết để mình đừng có quýnh lẫn nhau. Một thờ một lý tưởng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chơi quýnh lẫn nhau là những thằng hèn, người đời gọi là đốn mạt, gọi là mục hạ chi nhân.
Đó là những loại đốn mạt, những loại hèn mạt, hèn mọn, ích kỷ. Chứ còn chúng ta biết là thờ chung một Đức Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni Phật, thì chúng ta phải biết tôn trọng nhau. Và chúng ta phải cùng nhau loại bỏ những cái gì sai trái, cùng nhau xiển dương những cái gì cao đẹp. Thành ra nếu mà bên bên Nam Trì Bắc Trì mà chịu ngồi lại với nhau mà đừng có bỉa môi, đừng có này kia nọ, hay lắm, có gì hay lắm, làm cho đời sau hay là đời của chúng tôi cảm thấy an tâm nữa. Còn cái đời của tôi thấy mấy ông Xà Rông rồi mấy ông Bắc Tông, Xà Rông thì họ ăn Nga, họ ăn mặn, họ hỏi xong rồi cái họ ra ngoài quán, họ kêu có phở bò, kêu cục xương bự chảng bằng bắp dế, họ ngồi húp rột rột cái tỷ đi chơi. Bắc Tông mình mà ra mà mua gì cái họ nó bàn luận đủ thứ hết trơn. Thật sự ra thì cái chuyện mà để góp ý kiến liền thì không góp ý kiến, bởi vì có giai có giới mà, chờ vắng mặt, chờ phe đảng. Rồi ngược lại với người ăn chay lại khinh bỉ, ta đây đường đường là ăn chay, nhưng mình ăn chay cho mình phe như vậy, mình có thấy mình có đủ tâm từ bi chưa? Hay là mình chỉ vì mấy con vật nhỏ mà mình ăn rồi mình không nỡ đành, rồi mình mấy con vật lớn mình hành hạ nó, giữa con người mình mắng nhiếc họ. Cho nên đạo Phật không có cái gì mà gọi là không không Phật pháp hết trơn. Tất cả các pháp đều là Phật pháp hết, mà tại mình không rõ cho nên nó nảy sinh ra những cái gọi là thị phi nhân ngã bỉ thứ. Vì vậy mong là các Phật tử đừng có tự hào rằng mình đi tu thiền, thiền tổ sư, thiền nguyên thủy, hay là thiền đại thừa, hay là thiền Vipassana, vậy không có khoe khoang được. Mình tu thì cái kiểu gì mà đừng có trở thành thiền đăng bỉ ngạn là đúng, còn mình tu mà mình trở thành thiền đăng bỉ ngạn là sai. Thiền đăng là thằng điên, bỉ ngạn là lội qua bờ, lội qua sông. Ở thằng điên mà lội qua sông, điên nó không điên hẳn mà tỉnh nó không tỉnh hẳn, mơ mơ hồ hồ ngáp ngáp gì. Đạo Phật không có chơi vụ đó, còn rõ ràng chủ trương đạo Phật là cái thực tế. Ai ăn chay được thì tốt, không ăn chay được thì cứ việc ra chợ có sẵn mua về ăn, không cần phải phô trương, không cần phải lén lút. Nhiều người trước trước Phật tử thì giả bộ ăn chay, nhưng mà sau Phật tử có Phật tử riêng, đâu phải là có Phật tử riêng để nó hầu hạ, nó đem chăn, đem gối, đem mùng, đem màn, nó cúng dường riêng, rồi thậm chí nó nửa đêm gà gái canh ba nó đem cái mền da nó đắp riêng, đó là không được. Cho nên bên bên này bán nguyên thủy tuy rằng nói riêng nhưng mà có cái hay của họ, còn mình đó thì có cái chung, thì có cái hay của chúng mình. Bây giờ trở lại cái vấn đề bức tranh trăn trâu thứ tư này á, thì thấy cái người vẽ đó, tác giả mà vẽ đó là anh Mục Đồng, anh đã xóa được cái mũi con trâu rồi, xóa được cái mũi rồi, coi nhân trong nó hết cửa động nhúc nhích gì, nhưng mà anh đi cho con trâu nó đi phía trước, cho nên trâu đi phía trước cho nên nó cứ nó tìm cách này cách kia, nó kéo thì đứt sợi dây nữa, nó hung hãn vậy đó. Bởi vì từ lâu á, ý đó là từ lâu á, mình vùi lấp ở ngoài đồng, hôm nay mới gặp được y,
bởi do cảnh đẹp mà khó đuổi xua, luyến đắm cỏ thơm chẳng thôi. Tâm ngang ngạnh còn mạnh, tánh quan giả vẫn còn, muốn cho được thuần hòa, hẳn phải thêm roi vọt. Đó là cái lời dẫn. Từ lâu tánh khí mình nó vùi lấp ngoài đồng, như là con trâu đó, nó cái thích thú của nó là ăn trên đồng cỏ. Cho nên từ lâu mình bị lấp vùi, hạt giống tốt lấp vùi, thì mình tu là cho cái vườn tâm nó nảy nở. Thì cái tâm thật mình nó có chứ không phải không có, không ai không có cái tâm hết, không ai không có tâm Phật hết đâu. Vì chữ Phật không dành riêng cho đạo Phật, cũng dành riêng cho ông Phật, mà chữ Phật nó là nó cái chữ là Buddha, Buddha dịch là Phật Đà, dịch đó là giác giả đó. Giác giả. Cho nên hôm nay mới gặp được y. Y đây là hôm nay mới gặp được cái tâm đó. Nhưng mà thật sự ra cuộc nó lại rồi, nhưng mà nó vẫn dùng dằn. Bởi do cảnh đẹp khó đuổi xua, do cảnh đẹp mà khó đuổi xua cái tư tưởng dùng dằn. Dùng dằn nữa ở nữa về gì đó. À, dùng dần ở nữa về cái lời gì trong truyện Kiều tự nhiên quên nghe rồi ha. Phần nghe đường xá, phần nghe dặm trường gì đó tự nhiên quên nghe. Bây giờ tâm mình dùng dần lắm, tôi và các vị đang dùng dần lắm. Tôi nói tôi là đang dùng dần lắm. Tôi cũng ba hồi thương và ba hồi ghét. Nói vậy chứ khó lòng lắm để giữ cho nó đứng yên vậy nè. Nó đâu phải dễ, nó dùng dần. Khi thì cái tâm tôi nó rạng ngời, nó chiếu sáng, nó từ bi không thua gì Bồ Tát Phật. Có khi thì tâm tôi nó âu sầu, nó thấy quá, nó buồn khổ, không khác gì ở trong cảnh địa ngục súc sanh. Cho nên mà tâm mình mới dùng dần nó ở nữa về á, thì các vị biết là nó khó khó lắm. Mình đi tới chọn một ông thầy tu cũng vậy, chọn thầy để mình học pháp tu cũng vậy, mà gặp ông thầy mà ba phải á, tôi cũng khó lắm. Giờ ngày nay gặp thầy chùa ba phải nhiều lắm, bởi vì ông muốn được lòng mọi nhiều người mà, cho nên chị Diệu cũng phải hết trơn á. Gặp những người mà dám nói tạc cái mặt mình, nói thẳng vô con người mình, khó lắm. Con người, xã hội càng ngày càng đông, càng phân minh, mà cái tư tưởng con người thì vẫn còn luôn luôn cục bộ, thì mới ràng rịch hoài đó. Trở lại thì cái bài nội thứ tư này tôi nói hồi nãy giờ vậy chứ nó vô đề rồi, nó xuất vô hết trơn rồi đó. Nó xuất vô hết trơn rồi đó. Đó là cái gọi là sư phạm. Mắt không thấy đường, nó mơ mơ màng màng, nó ngủ chứ nãy giờ xuất vô thành hết trơn rồi đó. Bức tranh thứ tư này là bức tranh bắt được trâu, xỏ mũi trâu dẫn đi. Bởi từ lâu quân tập thành thói ngông cuồng, cho nên lời dẫn nó là từ lâu vùi lấp ở ngoài đồng. Hôm nay mới gặp được y, bởi do cảnh đẹp khó rủi xua, liếng đắm cỏ thơm chẳng thôi. Tính tình vẽ thấy trâu, cái tính tình trên cái hình vẽ mình thấy giống như con trâu nó muốn bứt dây nó chạy. Đó tánh khí đó ta gọi là ngang ngạnh, mà có chỗ gọi là tánh hoang dã, thường ta nói con thú hoang dã. Thú hoang dã nó dữ lắm, cho nên cái tánh tình hoang dã chạy chạy có giới hạn nào thôi, chạy đến nhà tôi rồi
gọi là nó cái tánh vang dã mình nó chạy lăng xăng vậy đó, nhưng mà khi nó chạy tới nhà mình thôi thì nó cũng còn quen cái thói lăng xăng đó. Hay quá, học mấy cái này cái sao nói chậm chậm vậy, nói mơ mơ màng màng vậy, nói cho phù lời lẽ không cần lời lẽ, nói sơ sơ vậy thế này cái hết muốn nói nữa cái lòng mà nó mới muốn nói nữa, cho nên cái tâm như vậy nên phải buộc lòng phải cầm cái roi, anh buộc lòng phải có cái roi bên mình, đúng là có cái roi bên mình để chữa trị đó, thì ngược lại nó đạo Phật mình đó có cái roi là biểu trưng cho tâm, tâm phải quýnh nó phải cái roi là biểu trưng cho trị cái tâm, trị cho nó sợ, nó đừng có nghĩ qua lúa người ta nữa, nó lắm khi phải quất nó. Cho nên cầm cái roi thì cái roi nó biểu trưng cho sự tỉnh giác, cầm cái sự tỉnh giác ở trong tay, khi nào mà con trâu nó cà chớ là quất nó cái bóp liền, chứ đâu có ai cả đời chạy xe trâu xe ngựa mà không có người đi đâu, phải không? Có gì thấy rồi đó, cho rồi những cái phương tiện đó còn lại chúng ta minh chứng như chúng ta thấy đó, nó ví như chúng ta đó. Cho nên bức tranh thứ ba là cái vẽ đó là vẽ biểu tượng thấy được cái dấu vết, thấy được trâu, thấy được cái đuôi trâu rồi, rồi bức tranh thứ tư này xóa được mỗi con trâu rồi, bây giờ sao dẫn nó về, xóa mỗi nó được rồi dẫn nó về. À, nói về trong nhà thiền nó đưa ra câu chuyện là có ông thiền sư tên là thiền sư Nam Tuyền. Hôm nọ thiền sư đi ngang cái nhà tắm, cái phòng tắm thì thấy có một vị tăng gọi là đang chấp tác, đang nấu nước, đang bị làm lỗi gì đó, cho nên bị quý cụ này quở phạt để nấu nước. Và cũng chuyện và thứ hai nữa đó là tại vì á, trong cái nhà thiền á, thường thường nó đông lắm, cho nên là cũng có người phát tâm để nấu nước, thôi mình cho phát tâm đi, mình đừng cho cái gì phạt quả đi. Thế thì hồi xưa cái thời ngày Nam Tuyền á, thì trong chùa mấy trăm người tu lập, mà khí hậu thì lạnh, cho nên phải cử một ngày cử bao nhiêu người ra nấu nước để cho quý thầy lớn rồi cũng như lại chúng cùng nhau tắm, mà phải theo thứ tự rồi nghe. Thì một hôm thì ngài Nam Tuyền thấy cái vị tăng đang nấu nước, ngài mới đi ngang, ngài mới hỏi chứ là ông đang làm gì, thì vị tăng nói dạ bạch hòa thượng, con đang nấu nước tắm. Thì ngài Nam Tuyền mới nói nhớ kêu con trâu đực đi tắm đi nghe. Nhớ cái con trâu đực đi tắm đi nghe. Đến chiều thì vị tăng ấy mới vào thẳng trong phòng phương trượng gặp thiền sư Nam Tuyền á. Nam Tuyền hỏi làm gì, nói cái vị khách sư này mới nói dạ con mời cái con trâu đực đi tắm. Ngài Nam Tuyền nghe như vậy liền bảo nhưng mà ông có đem dây để xỏ mũi nó theo không? Thì một trò này nói dạ, có nghĩa là không có câu đáp, không có câu đáp, bởi vì ông cái hỏi vậy mình hiểu chưa tới, rồi bây giờ làm sao trả lời. Thì thứ năm tiền á mới hỏi lại ngài Triệu Châu, ông có đeo được dây mũi theo chăng? Để Triệu Châu mới tiến lại gần rồi đó là ngoài ngài gì đó, cái câu mà trả lời là thì tôi tới gần mới nói là ngài năm lỗ mũi của Nam Tiền kéo mạnh, coi như là khi mà ông tới hỏi câu đó ông nắm lỗ mũi nè, ông kéo thật là mạnh.
rồi ngày Năm Tiền mới bảo là coi như là phải thì phải đó, nhưng mà cũng rất là thô. Ông làm gì đúng đó, nhưng mà rất là thô. Thì đó là cái dây mũi nấm mũi kéo mạnh một cái biết đau liền, thì chính ngay chỗ biết đó là cái dây mũi, nắm được chỗ đó là nắm được cái dây mũi trâu, sổ mũi được trâu. Con trâu thì nó đầy cái quan tính, lôi cuốn chú Mộc Đồng chạy theo, còn chú Mộc Đồng thì luôn có cái ghi lại. Ở đây ý muốn nói rằng là tâm tính chúng ta đã luôn luôn buồn giận lo sợ bất an, cho nên muốn dừng lại nhưng chẳng có chịu dừng đâu, chẳng chịu dừng. Mình đã mình biết cuộc đời nó giả rồi, buồn giận thương sợ bất an rồi thì vậy mà mình cũng không có dám dừng à. Cho nên là những cái mà chúng ta thấy nó nghe học nghe rất là dễ thôi, học nhiêu đã đủ rồi, để cái tiếp tục công chuyện này kỳ tới nó nữa, học ngày dài chục phút nhiều mà thấm lắm, nó thấm lắm chứ không phải học nhiều. Như vậy là nhớ cái bức tranh này là chưa vô cái tiêu đề, mới giới thiệu vòng vòng bên ngoài thôi ha. Hay quá, khó mà độ cho nó thuần thục.